đó là luôn nghe. Chụp con gì hả? Đổ trong đồ lấy tiền ra. Đó. Coi chuẩn bị báo bây giờ tâm này rồi mới 85 điểm rồi. Đùng đó là đứa cái đùng đó tôi quỳ bánh cho tôi bánh chắc chắc liền rồi sao bây giờ ngày mai ra thôi bao bia còn tầm bao bia ngủ rồi nè còn tầm này còn tầm bao nhiêu điểm dũng dũng lên ngồi thầy dũng lên còn hai lượt bánh nữa thôi tôi chỉ bao bia thôi bánh giỏi rồi đúng không bảy tầm mấy điểm 21 đấy anh cười rồi tâm nước điện thấp bao nhiêu làm do nước mát chảy xuống nước chảy xuống mát mát đi ra thôi đi không đi có mày nếu nó không thì sao nổ viên đạn luôn cây đầu đạn ra nổ em gắn ra chưa em gắn thì được mà sao cuối cùng bắn nó lại ai ghép được tê dẫn anh hổ mà. Thôi bắn, sao đúng vậy? Bắn cầu đội cấp tính. Ba mươi mấy cây chứ đây bên đằng hưng mà ba mấy cây lên cầu qua qua cái kia đó đâu đấy chỗ nãy mấy bà sáng mấy bà tập dục cái này tôi tập bài bản á tao nên chiến được là canh đủ khá thôi chứ đâu đúng bài bản của tôi luôn rồi tôi nhiệt tình cực kỳ tôi tập nước quyết định không à tới ngày đầu huyện là đã 21-22 cây rồi ngày cổng chào ấy đó là do 20 năm
chú nồng súng của đội. Lên trước thì quay xuống nha. Được được. Để nó bánh xem ra lượng thuốc đạn. Ông lượm má ông bánh lượm má chút xin ông á. Đội số 2, kỹ thuật. Đội số 4, đội số 1. Cứ lên chưa? Lên rồi sao á? Đây. Mở rồi nãy. Mở rồi nãy lên chờ đi. Ủa nhìn họ bánh nào không ta? Họ bánh nào? Ví coi ra chứ sao? Súng nó kẹt đạn liên tục đâu bắn được đâu. Anh Thăng bắn nó rất là giỏi. Số 12. Bay đâu? Bay đâu về chấm kiếu tay ơi. Đó.
19. 18, 18, 19 lượt. 19 lượt. Tháo đạn, tháo súng, đứng dậy. Vâng. Tiếp. Bánh này, bánh là tự thức. Bánh điểm 10 đâu? Đã có điểm 10 rồi, bánh đầu tiên có điểm 10 rồi đó. Mới đạn, bánh nhó rồi. Bánh cái đầu, với đầu bánh này. Thử súng, thử súng á. Rồi rung là rung à. Chủ yếu là bán xe thì bài không chắc nên chúng ta không chuyên nghiệp nên cái đời không không có chị bước chân trần vậy cho mà ông dơ cái cửa lên lấy gì đây con bậy xe cho mấy người bên kia à, nó hướng dẫn mình luôn cái này là cái gì cho những anh mà đang đứt và chuẩn bị bao bia á. Bao bia là hết lượng lần là nó cho báo giờ làm điểm ăn nhé, khi nhét đầu lên chưa nấp đầu xuống á giữa cái cửa là biết biết nhét lên chứ bạn bỏ bộ đường này mà nó nhét đầu vậy. Đó bọc được bọc mũ rồi đó. Nguyên quá các bạn. Đây là nguyên giống nhãn. Bọc mũ bình thường mà. Bình thường. Sao bọc mũ ra? Bọc mũ được. Ừ, này nguyên quá này đúng không? Nguyên quá này. Nguyên mà nguyên quá. Sao bọc rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Sao đẩy rồi làm hoa nó cũng cuối rồi mà. Biết đẩy lên à. Chụp bài đó. Chụp chết rồi. Em mình cũng đẩy lên rồi. Chạy là chưa bánh xong mà. Bà đó chưa bánh xong mà. Khám rồi. Chưa, bà đó chưa bánh xong. Bán hết đường nó kêu quý nhau mà không nghe tiếng đường đi. Đúng 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 đầu tiên đấy nhỉ. Mỗi lò bánh đi ngầu luôn. Dừng bánh. Hỏi thử người ta làm công trình này cho vô anh ơi. Cái
tiếp tục bắn. Diệt, anh chị chú ý chưa mấy anh? Các đồng chí vẫn bắn, các đồng chí chú ý theo thủ lệnh của chỉ huy bắn. Độ. Đồng chí Thành là chú ý là đổi đạn là phải thu lại viên đạn hỏng, tính trường hợp là sót đạn. Rất là nhiều vấn đề xảy ra. Đàn hư đàn thúi đó. Thấy bánh nhà nam nè. Thấy không? Thấy đâu? Xong rồi bán xong dưa cửa lên. Chúng thấy thể dục nữa. Thấy thể dục vô với con lần thứ ba này. Còn hoàng á, còn cái tiệm á. Còn thanh vô xeo em mà, bữa anh nhớ về em đưa bạn nhỏ rồi. Chưa. Mở bắn, pháo đạn, bắn súng, đứng dậy. Hấp dẫn đi. Hấp dẫn không? Được, quá 10 phút quá. Xem mình kiểm tra nữa, là điểm. Khi nó xuyên qua bia chưa? Xuyên bia nè, bia này qua bên kia. Xuyên bia nè. Công chí dẫn bắn, công chí hết sức chú ý là khi mà đạn nó không hấp á, thì quá trình mà kỹ thuật người ta điều chỉnh á, thì công chí nhất người bắn là không được kết hai nòng súng sang hai bên. Nhiều nãy ai anh? Nãy bắn đâu có thêm bia đâu. Thôi lên bỏ. Nãy mấy ông lái
không thử đâu. Hả? Nãy mà tôi bắn đầu thì sâu quá. Mày bắn thải chứ không có thử xuống. Bao bia. Không biết gì vậy. Có điểm nào mới có một mà còn mấy kia nữa mà tỉnh bánh gốm đi số 8 báo lại viên đầu tiên đi. Bia số 8 báo lại viên đầu tiên. 8 7 7 Bia số 2 đi số 8 7 7 bán nhiều 9 Bia số 7 7 số 2 chiến nghe vậy bê cái đầu này chia số 8 nghệ số 2 7 6 5 chia số 4 nghệ số 3 8 6 6 bia số 7 bệ số 3 10 8 8 bia số 8 bệ số 3 bia số 8 bệ số 3 10 đứng 10 điểm không? 2 3 nha 5 4 4 là số 4 7 6 6 bia số 7 7 số 4 8 4 4 ai bánh có điểm hết trơn ta nãy giờ. Bảy. Đi anh. 6 Em đang đi đánh cho đàn lão này. Nhiều mấy giờ. Số 4, bệ số 5. À bánh bánh đàn thật à. 8 7 7 bia số 7, bệ số 5 8 7 nhưng mà để bia bánh nát làm sao nhớ cái chỗ nào trời dán lại bao bia, về phía tiếp tục đứng bán được một cái mười sao đó mỗi dán lỗ động bán mà trúng miệng miệng ví dụ như hai cái đứng là bán cũng dám vào miệng luôn mày đi số 8 về số 5 cân chỉ báo lại đi số 8 về số 5 đi nói chung là bán vào cái miệng hết đúng không nhiều cái cạnh 5 1 không bia không bia về thì bia không bia nhé bánh ngàn trái mà một nghĩa là đúng bia đúng không hả chúng ta mày ở lại sao để mày ai đây mất hai bài gọi chiến viên ở lại gì đúng chiến sĩ Cao Minh Hiếu chuẩn bị ra trận Hiếu qua
nước nãy để sao? Mày thiệt Hiếu. Chỗ cái này. Đây bệnh viện không á? Qua bên kia lấy ho luôn, nhận ho luôn. Mấy này rành chứ bộ. Mấy này đánh rành chứ bộ. Ba bốn người rồi. Không, mình thấy cửa trung điểm của cái bảng á. Bây giờ cứ lấy tầm cái bảng đi, lấy tầm cái bảng á. Này cái bảng đó. Cái bảng đó là mình coi như là một cái hình vuông đúng không? Lấy cái tầm của cái bảng này. Tầm cái bảng á. Đây này thì để được bánh cho đây này. Đó. Tầm này, tầm của cái điện thoại nha. Như đứng là em không dám được. Tầm này. Nó rung á.
bánh vô tâm. Đúng là người ta còn bánh xưa xịn. Bánh nước chung là cái lòng giữa đây là cái cạnh lòng giữa đó nên ngay cái tầm chỗ cái các bạn các bạn tầm bạn tầm bạn mà không có nhích lên mà cũng không nhích xuống. Đúng rồi, phải thấy cái bạn đó. Đúng rồi. Bánh vô tâm đó. Nguyễn La Thanh. Có gì? Có. Có chân đạn. Bề số 2, Huỳnh Minh Quốc. Bề số 3, Trần Thị Giang. Trần Thị Giang có đây không? Có. Hết phòng vậy. Giang đâu? Có. Có rồi chứ. Giữa bề số 3 nha. Bề số 4, Nguyễn Đức Trung. Có. Bề số 5, Nguyễn Hữu Thức. Như vậy là bảy số 5 là đứng đầu tiên, bảy số 4, bảy số 2, bảy số 3, bảy số 1. Đó như vậy. Là người báo bia á, bánh mà trật 7 điểm nó báo 10 điểm bình thường. Vơ. Từ đây tưởng giỡn có bánh thiệt không? Đợt trước kêu bánh cuối cùng trục trặc sao nó không bánh. Đợt trước mấy anh công an đây nói một mình đúng là bánh thiệt. Là đợt trước bánh thiệt là này thiệt nữa. Trước thì bánh bấy lần thiệt mà cuối cùng không bấy. Thì mai bốt họ với nó chứ bánh. Không lên nhưng mà không bán. Bánh máy, bánh súng máy. Có khi trưa nay nó báo mình không bán luôn. có thể bình thường. Nãy còn nói chưa biết bánh ba tư thế một tư thế đó. Nhưng mà làm đây mình có ý thức mình tập cũng được. Là nghiên cứu gì đồng chí Hiệu? Nghiên cứu gì? Tổng kết lại cái nội dung ra dưa học tập huấn luyện vừa rồi để lên thao trường bán chính xác nhất. Chúc đồng chí bán được 9 công 10. Rồi, cảm ơn đồng chí. Rồi. Nằm sướng mà bánh kia khó bánh như nằm dễ. Anh bỏ bây giờ em bỏ xe nào muốn trốn hay là muốn đứng đây luôn. Có đường hầm ở dưới chứ. Cái địa hình nó có sẵn như đâu mà. Anh xe là nấp dưới. Ra thông báo mới dám mò lên nha. Có. Sơn, bánh xong. Nhanh xếp nha. Quánh vào. Có. Ôi, lên tiếng chứ. Đưa bản là như vậy rồi. Nếu mà nhanh nhất vậy là lên làm xếp đó đi. Làm đến là phải đi thôi. Xếp phân là phải đi thôi. Nhanh nhất là... Cái hình dung ra thôi. Không bánh hơn, biết rồi. Có, làm xếp là phải đi. Để cho làm xếp. Làm xếp là không phải đi đúng không? Tức là trong đây có ai xếp mà đi không? Tức là hồi trước kia mình có nếu có gì lính bảo vệ đâu cần đâu chứ ra tê nữa. Ấy là à, để mua cái đi. Quay á mà. Thank you.
bia luôn. Ba bia luôn. Mạnh với lên để ngang để mình ngáp ngay rồi lùi ra rồi mình tiến lên thì ông Giàn Thành mới nó một tự lên. Anh tiến lên đây, tiến lên 5 mét thì kia nó lùi 5 mét. Anh tiến lên 10 mét thì lên 5 mét. Sáng bánh thịt chiên viên hả? Có ai có chuyện có hỏi giữa tao nhận trước đi. Không thấy. Nếu như xảy ra mất an toàn, ban chỉ huy quân sự thì sao nhân không chịu trách nhiệm. Cái lo nhỏ này làm gì, lấy cái lo phém kia, lấy cái lo to tè. Họ ra cổng cua từng bánh. Đó là bò của dân mình trong kia. Cho nó ra ngoài xi lên xi nhỏ luôn. Thì chặn bò luôn. Lùa bò ra ngoài xi lên xi ngầu luôn đi. Ngon á. Dẹp mấy bữa gì rồi bánh bán hồng rồi nha. Ngon. Cái cá của bánh con hôm bữa là được. Thế là sao mà công khai vậy? Đến mấy nhiều người bạn dân thiên hạ người ta coi bán mua cây số. Mà chủ cho nó hồi hộp. Rồi mà coi phải đếm kính cửa đầu gài thế rồi lại cho sợ mấy đứa. Sợ mấy đứa nhỏ hàng xóm nó dòm nữa chị. Giấu trong nhà luôn nha. Để nó quá mấy đứa nhỏ nó thấy bữa xèo nó bà cũng có nó cầm lên trường tí mẹ. Hai cha con ngồi đối diện nghe cứ như đã trên cái giường đấy. Nghe được cái là bên bà nội. Mấy điểm rồi. Bởi con phát con đi đài liền. Cha đi tù. Rồi thiếu hơn 2 điểm đi. Nói lẹ, không xin. Bán được nữa rồi cút giỏ tiếp nha. Dạ. Nãy cũng khá phải không Quốc? Dạ, số lên đi. Đặt con viên. Nếu như viên là trúng một con khăn đàn giỏi thì xuống thì nên điểm 70 rồi. À, 72 mới giỏi. Ờ, thì trúng cũng được xíu. Viên 7. Mấy thầy mình lý trạng bánh gốm không? Còn nương, người nói nương bánh gốm lắm nữa. Hình hỏi mà. Ừ, hình cũng phèo thể dục không? Đó, đem điện lại. Rồi ok. Tiếp. Cố tay. Cố tay đi cho mình. Bỏ lại cuối lần tắm. 1 2. 1 2 3. Quan cho chứ. Cảm ơn các ông chị. Đây đây đây, biết chụp đây.